Trước khi bắt đầu mình xin phép quảng cáo một chút. Nếu như các bạn đang có nhu cầu mua điện thoại, mua phụ kiện, tai nghe thì nhớ sang bên Shopee Sun Sale và đánh giá store nha. Hoặc các bạn có thể sang bên TikTok Sun Sale và đánh giá để mua phụ kiện sò lạnh, tai nghe, sạc dự phòng với mức giá của đãi cực kỳ hấp dẫn. Xin chào các bạn đã quay trở lại với Sun Sale và đánh giá theo dòng sự kiện nha. Ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn những sản phẩm sắp tới ra mắt mà trang bị con chip là Snapdragon 8 Elite kèm theo những cái đặc điểm nổi bật và cái ngày dự kiến ra mắt là ngày nào. Ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn nha. Ở đây thì mình sẽ đếm có bao gồm khoảng đâu đó là, để mình xem nào, có tầm khoảng 8 máy chạy Snapdragon 8 Elite mà sắp tới ra mắt và có thời gian dự kiến ra mắt nha. Đầu tiên là Xiaomi 15 series dự kiến ra mắt vào tầm khoảng cuối tháng 10 năm nay, cũng sắp rồi anh em ạ. Rồi, với Xiaomi 15 series mình nghĩ là nó sẽ nâng cấp mạnh là về cái cụm camera, đặc biệt là có cam Leica rồi và có nâng cấp về pin. Ngoài ra thiết kế nó hơi khác chút xíu các bạn nhé. Thì các bạn thấy thiết kế trên con Xiaomi 15, các bạn có thể thấy cái cụm camera ở trên Xiaomi 15 là nó dày hơn và to hơn rồi. Và tất nhiên mình có quyền đòi hỏi làm con máy mà nó sẽ cho chất lượng chụp đêm ngon lành hơn, chi tiết nó sẽ ngon lành hơn. Và đặc biệt mình mong chờ về khả năng quay video trên Xiaomi 15 series, nó sẽ có một cái gì đấy là mình wow hơn. Bởi vì là mình đang dùng Xiaomi 14 Ultra hiện tại, quay video về chế độ chuyên nghiệp ấy, thực sự là nó cho cái chất lượng quay rất là ngon anh em ạ. Xiaomi 15 series mình đã có video chia sẻ khá là chi tiết về cái con này rồi. Tiếp theo là với con máy IQ 13 dự kiến ra mắt vào khung giờ là 17 giờ ngày 13 tháng 10 theo giờ Việt Nam các bạn ạ. IQ 13 sẽ có một vài đặc điểm nổi trội sau đây. Đầu tiên có chiếc trang bị tất nhiên là Snapdragon 8 Elite rồi. Thứ hai, sản phẩm này dự kiến sẽ có phiên bản RAM maximum là 16GB và bộ nhớ trong là 1TB. Còn cam chính này, cao rộng và cam tele đều có độ phân giải là 50MP. Camera trước có độ phân giải là 32MP. Và về pin đây, chúng ta sẽ có dung lượng pin là 6000 đi kèm với cái công suất sạc là 120W. Các bạn có thể nhìn thấy cái video mà mình có tìm ở trên Weibo ấy, thì cái khung viền ở trên IQ 13 nhìn nó đỡ thô hơn so với IQ 12 các bạn ạ. IQ 13 sẽ có một đặc điểm rất nổi bật, đó là trang bị cái đèn LED ở xung quanh khu vực camera. Các bạn có thể tùy chỉnh chế độ màu trong phần cài đặt nha. Về màu sắc ở trên IQ 13 thì sẽ có 4 phiên bản màu sắc, bao gồm màu xanh, màu đen, màu trắng và màu xám. Chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo, Realme GT 7 Pro. Cái con này thì chưa có thời gian dự kiến ra mắt chính thức. Trên trang Weibo thì có chia sẻ cái con Realme GT 7 Pro này thì nó sẽ trang bị cái màn hình OLED Eco 2 của Samsung. Với cái công nghệ màn hình này theo Samsung chia sẻ thì nó sẽ tiết kiệm điện được tầm khoảng 25% so với tấm nền OLED thông thường. Và tất nhiên với Realme GT 7 Pro chúng ta sẽ có một cái màn hình gọi là cong đều bốn cạnh các bạn nhé. Cái cong kiểu dạng như thế này thì nó cũng giống như là ở Xiaomi 14 Ultra hay là dòng sản phẩm OnePlus 13 dự kiến ra mắt vào 17 giờ ngày 31 tháng 10 theo giờ Việt Nam các bạn ạ. Với OnePlus 13 thì đấy, cái mặt màn hình ý, nó cũng cong kiểu như thế các bạn ạ. Sử dụng công nghệ là 8T LTPO, trang bị tấm nền là OLED. Và các bạn thấy cái màn cong ở trên con OnePlus 13 này cũng khá là sexy đúng không? Độ phân giải màn hình là 2K và vẫn kết hợp với Hasselblad các bạn ạ. Đây là thiết kế ở trên OnePlus 13. Nhìn chung là về cái ngôn ngữ thì nó sẽ không khác biệt quá nhiều so với lại thiết kế ở những dòng sản phẩm trước đấy đâu. Và cụm cam khá là dày nha. Đặc trưng OnePlus chúng ta sẽ có một cái cần gạt âm lượng ở cái khu vực bên tay trái này. Về phiên bản màu sắc, với OnePlus 13 sẽ có 3 phiên bản màu, bao gồm phiên bản màu đen nhám này, màu trắng mình đoán cũng là phiên bản màu nhám thôi các bạn. Bên cạnh đó sẽ có thêm cái phiên bản xanh dương giả da nữa. Em này thì chạy sẵn cái phiên bản Cortex 15. Đó là một vài sản phẩm mà mình thấy thông số rò rỉ khá là nhiều rồi nhá. Ngoài ra thì sẽ có một vài cái mẫu máy chạy Snapdragon 8 Elite sắp tới này. Ví dụ như là ROG Phone 9 dự kiến ra mắt vào tháng 11 năm nay, rồi là Honor Magic 7 series ra mắt vào 30 tháng 10. Một vài dòng sản phẩm khác cũng chạy con chip là Snap 8 Elite, ví dụ nhá, là Nubia Z70 Ultra này, rồi chúng ta sẽ có Red Magic 10 Pro. Tự chung lại sẽ có đâu đó ít nhất là 8 máy ra mắt sắp tới trong con chip là Snapdragon 8 Elite. Thì các bạn có kỳ vọng gì về con chip này? Kỳ vọng về nhiệt độ, kỳ vọng về xử lý đồ họa hay về kỳ vọng như thế nào thì đừng quên để comment bên dưới nhá. Tất cả sản phẩm trong video ngày hôm nay đều là sản phẩm flagship của từng hãng thì chắc chắn sẽ có nhiều điều thú vị các bạn ạ. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem đến đây. Nếu thấy video này hay và hữu ích nhớ cho mình một nút like, share và subscribe nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Peace.